Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Buổi chiều hôm nay thì mình cùng với mẹ với hai chị đi chợ chiều. Mà không biết lâu lắm thì mình mới đi á, không biết chợ bữa nay có nhóm đúng giờ không á. Không biết có bán không nữa. Giờ mời cả nhà cùng đi với mình nha. Mình qua tới thị xã Bến Tre rồi. Mình đi xuống ngay chỗ cái chợ nhỏ dưới đây nè. Thấy người ta bán khóm nhiều, giờ hai chị mình đang qua đường để chuẩn bị qua bên chỗ bán khóm đó. Hai chị kìa. Thấy xe đông quá trời luôn, hai chị chạy. Ở đây mình đi đường lộ mới của phường 8. Nhiều quá không biết được nữa. Lấy tay nữa chín nữa sống hay là đâu? Ừ, về phép là bự lắm á. Lấy cơm xanh được không? Ừ, thơm tẩm hay ngon lành ạ. Chị của mình cũng đang lựa nè. Công nhận cái đống khóm bự khủng khiếp luôn. Lựa rồi mình còn đi lại chợ nữa. Sau khi đi một vòng giờ mình quay trở về chợ Xếp buổi chiều. Mua cà tím gì làm gì chị hai? Mắm nữa hả? Ở đây rau củ quả tươi quá trời luôn. Nãy gia đình của mình đi qua chợ đầu mối nhưng mà ta mở cửa 2 giờ sáng cho tới sáng. Mình đi buổi chiều nên không có ai hết á. Mình quay trở về. Không biết đường đi mà còn bị đóng cửa nữa chị hai. Đậu bắp tươi ngon thấy ghê luôn. Ngày do chấm ốc khỉ. Rồi quá trời rau củ quả luôn nè. Chị Hồng mà mua củ cải về làm dưa chua chưa? Chị hai chỉ lựa mấy trái xuồng đột ngon ghê. 14 ngàn. Mua bông sô đũa về nấu canh chua. Dạ, chị lựa cho em mấy trái giờ mấy chị hai đang về làm mắm ăn. Dạ, chừng 3-4 trái gì đi. Chợ quê buổi chiều mình đi hơi bị tối quá nên vắng nè.
Mình đang đứng chỗ này là chợ Xếp. Lúc này dịch cũng đang bùng trở lại nên mình mua đồ ăn, rau củ quả rồi mình để tủ lạnh cũng được. Rồi trái hú qua ngon chưa kìa. Mẹ sợ mất con hay gì mẹ kiếm cái trời vậy? Hai trái hả chị hai? Chị Hồng đang cầm cội lựa củ cải nha. Làm dưa chua. Củ cải đỏ bên trong tươi á chị. Đúng rồi, ngay chỗ đó tươi á. Trời càng ngày càng tối. Mình đi ba cái chợ, cái chợ thứ ba mới thành công đây. Lâu lâu xuất hành không đúng ngày. Mua cà chua này ngon nè chị. Em cũng thấy ngon nữa. Lựa cho em với. Chị lựa cho chị thì chị lựa cho em nữa. Ôi cà chua mình cái này chắc mới hái nè. Nhìn nó tươi xanh ngon ghê luôn không. Rồi giờ mình mua mình cân xong chuẩn bị về. Chị Hồng canh thủ quá ha, được vịt củ cải rồi. Cải đẹp quá trời luôn nè. Mình mua về để mình mần dưa. Chị hai mần nha chứ mình không biết à. Đây chị hai chỉ lựa được một bọc luôn nè. Chị làm cho chị gì chị làm cho em luôn nha, em không biết làm. Rồi giờ mấy chị em của mình lấy me ngày hôm qua mình xào á ra để mình uống giải khát buổi chiều. Đang mệt mà uống một ly này vô là phục hồi sức khỏe. Em còn chừa chỉ với chị hai mỗi người bịch á. Cái bịch nãy em để trên trên bàn á. Ồ nãy quên. Ồ chị em quên rồi, phải đem chai nước theo pha không hay đặt kẹo viên sao được. Quên. Chị không nhắc em đâu có nhớ. Thôi đợi em gan đi vậy để lại mời uống. Tới đây thì không có đợi được. Trời tự nhiên em quên ngang luôn. Em đâu có nhớ đâu. Ôi nó kẹo lại ngon nghe anh chị. Mình không có dùng bột gì hết mà nó kẹo luôn á. Nuốt nước miếng. Giờ chị hai để đá giờ mới nuốt nước miếng nè. Trời ơi mát lạnh đây. Rồi chị dầm đi chị, cho tan ra. Của chị hai làm như nhiều chứ. Chị giữ tan nước cho nhanh chứ. Nhanh hết. Nãy em tưởng đâu mình phải pha nước thêm chứ. Có sớm vậy đã. Rồi thưởng thức đi chị, chứ chảy nước miếng quá, chịu hết nổi rồi. Rồi cả nhà còn uống nước đá me với mình. Mời cả nhà còn uống nước đá me với mình. Ra bờ mát lạnh ngồi uống đá me nữa. Ăn hột hay là nhả chị? Nhả gần.
bỏ đậu phộng vô cái múc đậu phộng ăn nữa ngon á. Vì tưởng tượng như có đậu phộng đi. Dạ học mè tưởng tượng đậu phộng à. Nè nhai nè, bập bập rồi béo quá trời luôn. Nó chỉ tưởng tượng vậy á. Mè tưởng đậu phộng à. Ôi cái ly của em nè. Ôi. Chạy nước miếng. Đó hồi nãy nói gì cái học mè làm học đậu phộng đó. Giờ nuốt cho chị coi đi hả? Ừ đó. Nè, giờ nuốt luôn nè. Nhai à. Nhai à. Chua chua ngon. Nhai à. Không bể. Tương lắm. Nhai béo béo đó, nhai đi. Dễ dàng rồi. Ngồi cười ra mắt em cười. Em hụt me. Cái me hụt mềm sao mà người ta lấy được cái trong ngon ấy chị? Mình chưa làm được cái đó đó. Lấy cái hộp ra hả? Ừ. Lấy cái em thấy người ta bán gì mà me hụt mềm á. Phải me này không á, cái hộp á. Em cũng không biết luôn á. Không phải đâu. Không phải me này. Vậy có loại me khác nữa hả? Khi mày thái me gì mà. Ngon quá chị. Cái bột me nhiều uống ngon ha. Ừ. Chua quá. Tại mình múc hơi nhiều quá. Đúng rồi. Tại chị nói ít, chị nói ít ăn đủ, chị múc cố cho nhiều chưa. Với ly này cũng ly thứ hai nha. Khai báo luôn. Chua quá đánh một cạp nó không được luôn. Clip của mình cũng hết rồi thì cả nhà yêu mến kênh An Nhỏ Miền Quê nhớ like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho mình. Bây giờ chị em của mình xin chào và hẹn gặp lại.